Thưa quý vị và các bạn, hôm nay đoàn kiểm tra của tỉnh do đồng chí Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra sản xuất, phòng chống lụt bão và phòng chống dịch COVID-19 tại huyện Kim Sơn và thành phố Ninh Bình. Cùng tham gia đoàn có đồng chí Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, đồng chí Phạm Quang Ngọc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Lưu Danh Tuyên, Trưởng ban Nội chính tỉnh ủy, đồng chí Lê Hữu Quý, Bí thư Thành ủy Ninh Bình, lãnh đạo Văn phòng tỉnh ủy, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, các sở Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công thương, Y tế, Kế hoạch và Đầu tư, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp, lãnh đạo thành phố Ninh Bình và huyện Kim Sơn. Buổi sáng, đoàn đã kiểm tra tình hình sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện Kim Sơn. Đến nay, huyện đã gieo cấy được trên 90% diện tích vụ đông xuân, đảm bảo theo đúng kế hoạch, phấn đấu đến ngày 25 tháng 2 sẽ hoàn thành 100% diện tích. Khu nuôi tôm công nghệ cao thị trấn Bình Minh có tổng diện tích quy hoạch 100 ha, đã thực hiện nuôi thủy sản trên 97 ha với 97 hộ nuôi. Thu nhập đạt từ vài trăm triệu đồng đến trên 1 tỷ đồng. Cùng với đó, huyện Kim Sơn cũng làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh trên thủy sản, gia súc, gia cầm và là huyện đầu tiên trên địa bàn công bố hết dịch tả lợn châu Phi từ đầu năm 2020. Huyện đang hướng dẫn các hộ chăn nuôi tái đàn theo quy định. Đoàn kiểm tra cũng đã kiểm tra một số công trình phòng chống lụt bão trọng điểm, đề nghị xử lý đột xuất cấp bách trên địa bàn huyện Kim Sơn như kè đê Hữu Vạc. Trên địa bàn xã Thượng Kiệm hiện đang bị sự cố sạt lở, sụt lún, gây khe nứt trên mái đê. Hệ thống kênh tiêu trạm bơm Cồn Thoi có nhiệm vụ tiêu nước, tiêu úng cho trên 389 ha lúa của xã Cồn Thoi và xã Kim Tân. Dự án Âu Kim Đài phục vụ ngăn mặn, giữ ngọt và ứng phó với tác động nước biển dâng cho 6 huyện thành phố khu vực phía Nam Ninh Bình. Hiện dự án đã hoàn thành việc lựa chọn nhà thầu thực hiện, xây dựng được phần âu thuyền, đang tiếp tục thi công hoàn thiện cốt thép, lắp dựng cốt pha tường, đầu và thân âu đến cao trình thiết kế. Liên quan đến tình hình phòng chống dịch COVID-19 tại huyện Kim Sơn, đoàn đã đến kiểm tra tại Trung tâm Giáo dục dạy nghề, Giáo dục thường xuyên huyện Kim Sơn và Trạm y tế xã Văn Hải. Nhìn chung các đơn vị đều chủ động thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống dịch, đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức trong nhân dân, cán bộ, giáo viên và học sinh, thực hiện khử khuẩn tại 100% các đơn vị, cơ quan, trường học. Đồng thời làm tốt công tác giám sát dịch tại cộng đồng, đặc biệt là những lao động đi đến từ vùng có dịch. Hiện trên địa bàn huyện chưa có trường hợp nào dương tính với dịch COVID-19. Các đại biểu đã có những ý kiến đóng góp cụ thể cho huyện Kim Sơn để huyện sớm khắc phục những tồn tại hạn chế trong sản xuất, lãnh đạo nhân dân, thực hiện tốt hơn nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trong năm 2020. Phát biểu tại buổi kiểm tra, đồng chí Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Thị Thanh đánh giá cao công tác lãnh đạo chỉ đạo của huyện Kim Sơn và đã giành thắng lợi ngay từ những tháng đầu năm 2020. Đặc biệt thu ngân sách đạt cao, sản xuất phát triển ổn định. Huyện đã chủ động trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 nên đến nay chưa có trường hợp nào nhiễm bệnh trên địa bàn. Cảnh quan môi trường đảm bảo, đồng chí Bí thư tỉnh ủy nhấn mạnh, mặc dù có tiềm năng lớn về kinh tế biển, song việc phát triển nuôi trồng thủy sản của huyện vẫn chưa tương xứng với tiềm năng, cơ sở hạ tầng vùng nuôi chưa được quy hoạch đồng bộ, việc nuôi trồng còn manh mún, tự phát, chưa mang lại hiệu quả kinh tế cao. Vì vậy, đồng chí đề nghị huyện Kim Sơn cần sớm có kế hoạch cụ thể vùng bãi bồi ven biển, tập trung cao độ cho phát triển thủy hải sản, tham mưu với tỉnh để có sự đầu tư quy hoạch đồng bộ, phát triển sản xuất thủy sản, đem lại giá trị kinh tế cao. Đồng thời cần sớm quy hoạch phát triển hạ tầng các cụm công nghiệp, trước mắt là cụm công nghiệp Đồng Hướng, thu hút doanh nghiệp đầu tư sản xuất, giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho lao động địa phương. Trong thời gian này, Kim Sơn cần tiếp tục phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền vận động nhân dân, nâng cao ý thức phòng dịch COVID-19, không chủ quan, làm tốt công tác giám sát tại cộng đồng, đặc biệt là những lao động đi xuất khẩu sang vùng có dịch, kịp thời cách ly, theo dõi, tránh để bùng phát và lây lan trong cộng đồng. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy cũng đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổng hợp những kiến nghị đề xuất của huyện Kim Sơn, bố trí vốn cho phù hợp để sửa chữa những công trình phòng chống lụt bão xuống cấp, đột xuất, cấp bách trên địa bàn. Đề nghị huyện cần tập trung lãnh đạo chỉ đạo hoàn thành đại hội chi bộ, chuẩn bị tốt đại hội đảng bộ cấp xã, tiến tới đại hội đảng bộ huyện đúng kế hoạch đề ra. Buổi chiều cùng ngày, đoàn đã kiểm tra sản xuất và phòng chống dịch COVID-19 tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Công nghiệp và Dịch vụ Bình Minh thuộc khu công nghiệp Phúc Sơn và Công ty trách nhiệm hữu hạn GT Thuốc Việt Nam tại cụm công nghiệp Cầu Yên, thành phố Ninh Bình. Nhìn chung các công ty đều đã ổn định sản xuất, tạo nhiều việc làm cho người lao động cũng như có nhiều đóng góp cho ngân sách của tỉnh.
tiêu biểu như công ty trách nhiệm hữu hạn công nghiệp và dịch vụ Bình Minh chuyên sản xuất các sản phẩm từ nhựa, công ty GT Group Việt Nam chuyên sản xuất ống xả ô tô, đầu tư máy móc, công nghệ hiện đại, đang phấn đấu sẽ sớm tự động hóa, đưa sản phẩm xuất khẩu sang nhiều quốc gia trên thế giới, có phần phát triển công nghiệp phụ trợ sản xuất ô tô nhằm tăng kim ngạch xuất khẩu của tỉnh Ninh Bình. Song song với đẩy mạnh sản xuất, công tác phòng chống dịch COVID-19 cũng đã được các đơn vị thực hiện tốt với nhiều giải pháp đồng bộ, bảo vệ tốt sức khỏe cho người lao động, không để dịch bệnh làm ảnh hưởng đến sản xuất. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thị Thanh đã chúc mừng những kết quả mà các đơn vị đã đạt được, mong muốn các công ty tiếp tục đầu tư máy móc theo hướng hiện đại hóa, nâng cao sản lượng, tạo thêm nhiều công ăn việc làm cho người lao động, đóng góp vào sự phát triển chung của thành phố và của tỉnh. Đoàn cũng đã kiểm tra một số công trình thủy lợi trên địa bàn thành phố Ninh Bình như trạm bơm Cồn Muối, xã Ninh Phúc, cống Đầu Quèn, cống Miền Nam thuộc xã Ninh Nhất. Nhìn chung hệ thống kênh mương ở các công trình này chưa đáp ứng yêu cầu tưới tiêu, công suất nhỏ, chưa đủ đáp ứng yêu cầu thực tế, vì vậy dẫn đến việc gây ngập lụt nhiều diện tích cây lúa, nuôi trồng thủy sản của hai xã, ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân. Thành phố Ninh Bình đã kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét nâng cấp, xây dựng mới các công trình này. Đoàn kiểm tra đã ghi nhận và giao cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét có kế hoạch sửa chữa kịp thời.